Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn dự án đọc quay mới là dự án Note Panda. Dự án này thì có một cái ưu điểm là mình sẽ đào tự động và dự án cho mình đào trên cái bot là Telegram. Sau 8 tiếng thì mình sẽ claim và nhận cái đồng quay, không phải là đào thủ công bấm tap to earn. Và đây là cái nội trình roadmap mát dự án, thì dự án có là 4 quý và mỗi một quý thì có cái bước như là từ bước 1 đến bước 9 hay là từ bước 10 đến bước 14 này. Và cái quý 3 thì vẫn là năm 2024, nó sẽ là niêm yết ở trên nền tảng là sàn DEX với cái mục 9. Đến quý 4 ấy, thì sẽ phát hành những cái như là NFT, và cuối cùng thì giao dịch niêm yết ở trên nền tảng là sàn CAX, có nghĩa là sàn phi tập trung. Dự án này nó mới ra mắt nên là cái thông tin về dự án thì nó chưa nhiều lắm nhá, chính thức thì mới có vài tiếng đồng hồ để mà mở cái mining cho đào cái đồng Note Panda. Thì bây giờ mình sẽ là hướng dẫn cho bạn về cái cách mình đăng ký. Thì cái đường link đăng ký mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận là video. Và sau khi các bạn bấm vào lấy link thì nó hiện chữ Start, các bạn bấm vào chữ Start ở đây. Sau khi mà các bạn bấm vào chữ Start nó hiện một cái bảng thông báo như này, thì các bạn có thể là join vào group của dự án để mình cập nhật tin tức. Còn để mà đào thì các bạn bấm chữ là lăn thẻ app ở đây. Ở đây thì bạn đợi một chút để mà nó cập nhật, nó sẽ loát nhé. Và đây là cái phần chính bên trong cho mình đào, thì nó sẽ đào tự động ở mục mining. Và cái đồng hồ này sau nó 8 tiếng các bạn mới phải đăng nhập vào đây để mình sẽ claim một lần. Thì những cái dự án mà cho đào tự động này thì thường là nó sẽ là nhàn hơn so với là mình đào thủ công. Cái việc là tap to earn thì sẽ là vất hơn. Và hiện nay thì đang hưởng cái tốc độ là x2 nhé. Và cái tốc độ này cũng thể sau này thì nó sẽ giảm xuống ấy. Nên là trong này mà nếu mình đào thì mình đào mới để mình nhận được cái sản lượng, cái tốc độ nó sẽ là cao hơn. Như vậy sau 8 tiếng các bạn bấm đây mình claim, mình kích hoạt máy đào, hoặc là chưa hết 8 tiếng nếu các bạn muốn claim thì mình vẫn bấm đây mình claim và sẽ tự động nó reset lại máy đào về là 8 tiếng. Và trên dự án này là mới ra mắt nên là nó vẫn chưa có nhiều cái thông tin đâu. Ở cái mục này là cái mục là AI thì trạng thái là commission, còn ở cái mục là referral này thì các bạn vào đây các bạn copy cái liên kết để các bạn đi tuyển Z, các bạn giới thiệu cho bạn bè. Và ở cái mục tách này là cái mục làm nhiệm vụ cộng đồng để mình nhận thêm cái đồng Note Panda. Nhưng mà hiện nay thì cũng đang xây dựng và phát triển vẫn là commission. Ở cái mục là market này thì cũng đang trạng thái là commission. Như vậy trong lúc này thì các bạn chỉ cần mình đăng ký và vào cái mục mining để mà kích hoạt cái máy nó đào tự động. Và được cái nó cũng nhàn, nếu các bạn đi làm ấy, thì mình chỉ cần đăng ký đây và tối về mình bấm đây mình claim đây để mình nhận cái token và tự động nó khai thác cho mình tiếp nhé. Còn bây giờ mình xin được gửi đến các bạn là video hướng dẫn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.